Lời nói đầu tiên thì cho ông xin gửi lời chào thân ái, vẫn là chúc tốt đẹp đến toàn thể anh em xem và yêu mến kênh của Long ha. Thì ngày hôm nay thì Long sẽ chia sẻ với anh em về vấn đề nói về con gà độc đinh ha. Thì đầu clip thì Long trước khi nói về vấn đề con gà độc đinh thì Long sẽ nói với anh em về chuyện con gà mái ha, cho anh em tham dự giải. Thì ngày hôm qua thì em Hùng em trúng giải ha, rồi sáng nay mình có làm cái clip ngắn chơi á, thì thực sự thì mình cũng không biết là mối mình bắt luôn 4 con ha. Thì sẵn sáng mình bàn giao con gà cho em á, thì mình giao luôn 4 con gà tơ của mình cho mối mình ha. Đó, thì mối mình bắt mình sẵn mình giao thì xe của mình nó, xe quen của mình nó chạy vô lấy ha, vô tận nhà lấy. Rồi mình cũng không chụp cái mình quên cái mình có ý tưởng cái mình chạy vô lấy máy thì nó sẽ chạy nhanh quá. Với lại về chính sách của YouTube thì mình không có ôm gà bắt gà được ha, nên chỉ có hình ảnh lưu lại vậy thôi, chứ còn ôm gà bỏ vỏ này nọ thì nó kiêng kỵ ha anh em ha. Thì anh em cũng thông cảm, thì gà mình đã chuyển về cho người em rồi ha, đồng thời mình cũng giao luôn 4 con. Thì mình mới làm clip vui là cô dâu có 4 chàng sinh kiệu đi kiểu lớn anh em. Rồi nếu nó vui chia sẻ đầu tiên cho nó không khí, thì bây giờ ông nói anh em về vấn đề con gà độc đinh ha. Thì gà độc đinh thì trên gà trống và gà mái thì mình nói, điều đầu tiên mình nói là con gà đó nó hay nha anh em. Thì á, thứ nhất á, là kiến thức á, thì mình chia sẻ là trong cuộc chơi ha, trong kinh nghiệm của mình ở ngoài đời ha. Thì mình á, thì mình thích gà mái độc đinh, chứ đây mình cũng sở hữu nhiều lắm. Sau có thời gian mình không đổ rồi những con gà mái nó cũng già cũng chết rồi anh em ha. Thì bây giờ thì dòng độc đinh của mình chỉ còn có 1-2 con mái thôi ha. Thì điều đầu tiên á, thì mình nói anh em là không phải là cứ gà mái độc đinh là hay ha, anh em hiểu ha. Thì con gà mái nào nó hay là theo bổn giống của nó, nhưng những con gà mái mà một cựa, những con gà đó rất cho con rất có duyên nha anh em, rất có duyên trường nha anh em. Mình khẳng định với anh em một điều như thế này ha, còn ăn được nhiều hay ít là do theo bổn giống ha, và cái tài năng của con gà. Mình nói với anh em hoài về vấn đề mà giải di, tướng cách này nọ hết, nhưng thực tế nhiều anh em vẫn chưa có tin. Thì những anh em mà đã xem ủng hộ đăng ký kênh của mình thì tất nhiên anh em đã có sự tin tưởng về cái phần máy vi rồi tướng cách này nọ ha, màu mạng thì anh em ủng hộ. Thì khi mà mình nói về gà mái độc đinh thì mình kể với anh em như thế này. Mình có một con gà mái già, con gà mái gốc của mình nó đổ ra được 3 con gà trống. Thì 2 con gà nó dãy không đẹp bằng con gà kia. Thì cái con gà mà dãy đẹp dãy sạch ha, cộng tướng tá này nọ thì nó được 19 cái lông đầu. Còn 2 con anh em của nó trung bày, 1 con 3 cái, 1 con 9 cái, thì dãy nó không bằng. Và con gà đó 19 cái không trả độ luôn anh em. Sau khi sổ để chuẩn bị đá cái thứ 20 thì nó bị dèm con mắt rồi, nghỉ dưỡng luôn nha anh em, là về nuôi kiển. Nên mình chia sẻ vấn đề này để mục đích là cho anh em tham khảo ha. Và dựa trên cái dòng gà chơi thì mình nói anh em là kể cả một cái dòng gà Ấn Độ, mà dòng gà tốt đi chăng nữa thì tướng cách, mặt mày, xương cốt, lông tàn, bến thế,
chân cẳng bởi vì thì nó đều cốt cách để tạo nên một con gà chiến kê, một con gà danh thủ ha. Thì từ một cái dòng gà nó như vậy mà con tốt và con xấu nó cũng có sự phân biệt ha anh em ha. Rồi thì mình nói vô cái vấn đề gà mái độc đinh á, thì cái này á, là mình nói chung là mình cũng chưa có kiểm nghiệm, nhưng mà theo như chơi quan niệm từ xưa dân gian tới giờ thì chân trái thì bao giờ cũng tốt hơn chân phải. Nhưng có một cái cuộc chơi cách đây nhiều năm là người đệ tử của mình, thì người đó cũng lớn tuổi hơn mình ha, lớn hơn mình cũng 8-9 tuổi để coi, khoảng đó mình 83, người ta 75 tuổi dần. Thì có hôm đó người bạn đó của mình á, thì nói chung là mình gọi người bạn đi ha, thì cũng là đệ tử của mình, học hỏi mình trên cái cách chơi gà, thì mới chạy xuống nói với mình như thế này. Thực tế hai cái dòng gà đó khi người ta nói thì người ta biết, người ta nói ủa theo ông thì con gà mái một cựa thì con chân trái nó hay hơn hai chân phải hay. Thì mình cũng nói là chân trái nó hay, nhưng thực tế lúc đó là mình không có cơ sở khẳng định, nhưng mà cơ sở để mà đối chiếu nhiều thì không có. Nhưng mà người bạn đó của mình á thì có đá cái trẻ, có coi đá chặn đó và có ăn theo, tại vì á là con gà của người bạn mình là gà mái cựa chân trái, mà người ta biết cái dòng đó là của người đó cầm ra là dòng mái cựa chân phải, chẳng qua là trong cuộc chơi thì đụng nhau thôi đó. Nói chung thì con gà cựa chân trái, mái cựa chân trái nó ăn nha, và hai con gà đều là gà điều nha anh em, điều chân vàng hết nha, điều đỏ chân vàng hết, nên thì mình mới có cái khái niệm đó. Nhưng cái đó là nó ở trên một cái một trận thì cũng không nói tính chất nó được. Thì nói chung thì cứ chân gà mái một cựa thì nó quý ha anh em ha. Nói chung là người ta nói là do một nhà gà một cựa ngựa một hồng mao mà, thì những con gà nó độc. Nhưng anh em con gà mái hay thì cũng phải có nọc tốt ha. Thông thường những con gà mái mà một cựa thì nó đổ con rất có duyên nha anh em, rất có duyên trường. Nhưng mà để trước đây Long có chia sẻ vấn đề con gà mái mà không kén nọc, anh em kiếm thì nó cũng rất khó. Nhưng mà thông thường mình thấy những con gà mái một cựa thì ít kén nọc, đôi lúc cũng có một vài con, thì đó trên bản thân mình có trải nghiệm ha. Rồi cái này thì nó là nó nằm trong cái sâu xa rồi ha. Rồi sau khi mình nói về con gà mái một cựa thì sẽ nói về con gà trống một cựa. Thì cái duyên mình chơi trong nhiều năm mình chơi, mình có thấy được ba con gà trống một cựa anh em ha. Thì mình lại không thấy con gà đó một cựa chân phải, mà đa số mình thấy đều là một cựa chân trái anh em. Thì những con gà đều có nhiều thành tích nha anh em ha. Khi mà mình thấy nó mình chơi thì nói chung mình thấy thường mình ở bên gà đó anh em thì mình đều ăn ha. Thì những con gà đó thì lúc mà mình gặp nó thì nó ăn khoảng thành tích khoảng 7 cái, 8 cái, 6 cái vậy đó ha, là ba con nó. Và con gà một cựa mà nó móc nữa nha anh em, nó ngoéo, không ngoéo lên, không ngoéo xuống, rất hay nha, kể cả gà mái cũng vậy. Nếu mà trong chắc chắn là chúng ta nhiều anh em trong đây có thể thấy được con gà mái một cựa, nhưng mà con gà mái mà một cựa mà chỉ xuống thì anh em cũng khó thấy ha. Rồi con gà mái mà độc đinh là một cựa, nhưng mà một chân một cựa đó nó lại mọc ra hai cựa anh em, thì nó cũng hiếm, thì mình cũng có duyên chứ. Đây mình cầm cái con gà mái rồi, thì nói chung con của nó thì nó đổ ra gà trống ít lắm anh em, nhưng mà đa số mình chơi hết mình không có ấy ha anh em ha. Và nó đạt thành tích rất là tốt ha. Hiện giờ mình có một con mái già, mái già của mình, mái già nó cũng của một đệ tử mình đưa cho mình, gà mái đó thì nó đổ con tới giờ chưa thôi anh em, thì nó một cựa đó, mà bây giờ nó lên hai cựa rồi, thì nó già nó lên hai cựa rồi. Trước đây nó có một cựa, thì theo nó cái cuộc đời nó đổ tới giờ thì mình biết là chưa hô con nào đó ha.
thì anh em tin hay không thì tùy, thì cái clip này mình mang tính chất là cho anh em tham khảo thôi. Thì theo quan niệm của mình thì cửa trái thì nó sẽ tốt hơn cửa phải ha. Thực tiễn để mà so sánh thì cái gì cũng vậy, nó phải dựa trên số thống kê anh em ha, trên số nhiều. Thì mình đã nói với anh em rồi, con gà giấy xấu vẫn có con gà Ấn Độ, nhưng mà để mà dựa trên xác suất thống kê, anh em dựa trên cái tỷ lệ những con gà danh á mà có giấy xấu thì rất thấp, mình khẳng định điều đó ha. Đó. Nói với anh em thế này nè, như con gà mà cựa méo đi, con gà trống cựa méo là ở dưới mình có những cái tay mà chơi lão làng rất thích chơi nha anh em, nhất là con gà mà hai cây mình có một cây méo lên ha, hoặc là cây méo xuống đó, cực kỳ độc nha anh em, loại đó thì cực kỳ quý luôn, xài rất may mắn nha anh em ha. Còn mà hai cây méo lên cũng ấy, nhưng nó không tài bằng cái con gà như vậy ha. Đó, mình nói anh em vậy thì thực tế thôi đó, trong cuộc thực tế chơi thôi ha. Thì mình nói anh em vậy nè, một đời người ha, thì nó 10 đời gà, mà một đời người sở hữu một đời gà danh là thấy mãn nguyện anh em ha. Nhưng mà con đường mình chơi á, thì theo nhiều năm mình vẫn chơi theo những cái kiến thức của ông cha ta xưa ha, thì duyên may mình cũng cầm được nhiều con gà danh anh em ha. Đó. Thì còn cái thời cuộc ha, thì mình nói anh em vậy, với lại tùy theo túi tiền mình chơi, và cái dòng gà mình phát huy được hay không là do cái người chơi, mình nói với anh em vậy. Thì để một đời người chúng ta sở hữu được một con gà danh ha, một đời một con gà danh là chúng ta đã mãn nguyện rồi ha, mình nói với anh em vậy đó. Thì Long chia sẻ thì để cho anh em tham khảo. Thì trong môn chơi này á ha, có người á thì nó giải di, xong rồi sau này nó giải di là cái gì đó, khi mà thấy được kiến thức của người ta nó quá phổ rộng đi rồi, cái lại quay qua nói thôi giải di gì, hoặc là vì đồng tiền, vì kinh tế anh em đó, giải di gì, gà giải di, gà giờ cửa sắt hên xui nói mở cửa, vậy con gà ăn mấy chục cái rồi anh em nói chuyện hên xui sao được, anh em cứ suy nghĩ đi ha. Mình thì cái duyên trong đời mình đã từng cầm những con ăn mấy chục cái rồi, mười mấy cái, hai mấy cái có ha. Rồi anh em nói cái chuyện may hên xui sao hên xui, đúng không? Ví dụ như một cái hai cái thì chúng ta nói là hên xui, rồi nó ăn nhiều cái thì anh em nói hên xui thì sao, tài năng mà. Anh em để ý những con gà danh nó sẽ có một cái đòn độc, cái đòn phế gà. Ví dụ như trong 3 nốt nhạc, 7 nốt nhạc hoặc vô gai nó phải hạ đó. Và những con gà đó là những con chiến kê ha. Tại vì á, anh em phải hiểu là một con gà danh thủ, để mà gà đối phương mà nó gây sát thương rồi thì nó cũng bị tổn về gân cốt này nọ, đúng không? Anh em hiểu không? Đó. Thì chúng ta phải hiểu về vấn đề đó. Nó đâu có thể đi đường xa, một cái dũng sĩ mà đã bị thương nhiều quá thì đâu có đi đường xa được ha. Cửa bây giờ nó đâu có như hồi xưa anh em, độc lắm. Thì mình chia sẻ với anh em vậy, thì anh em cứ tham khảo ha, để xem chơi. Thì mình biết những anh em mà đã xem kênh của mình thì rất là có muốn tìm hiểu về bảy vi rồi tướng dáng màu mạng này nọ, thì mình nói con gà là phải hội đủ nhiều thứ, không riêng một thứ ha anh em ha, không nói về một cái chi tiết. Nhưng mà mình nói thiệt anh em, mình thấy gà độc đinh thì thường những con gà mà đã đóng độc đinh rồi ha anh em ha, gà trống ha, hoặc là một cây móc lên hoặc cây một cây móc xuống, là mình nói thiệt anh em thì cái đó không có còn cái gì để bàn cãi. Vậy những cái anh em mà nó không giải di, mấy anh em thấy cái thể loại đó anh em có thích không, và anh em có muốn cầm chơi không, đúng không? Mình hỏi lại lương tâm đi, đúng không? Rồi một số anh em
nghĩ trong cuộc chơi, nếu ai cũng biết ai cũng giỏi, nói thiệt anh em chơi cả đời chưa hiểu hết con gà. Tại vì chúng ta là con người bản thân chúng ta còn chưa hiểu hết chúng ta, rồi giữa ta và người bạn, ta và cha mẹ, ta và gia đình, chúng ta còn chưa hiểu được nhau thì làm sao mà chúng ta có thể nói chúng ta hiểu rồi hết về con gà được. Nhưng cái mình xem phần này phần kia là vấn đề gì, là để mình hiểu về cái tướng quý. Và cái tướng quý của con gà thì nó cũng dễ tạo nên cái may mắn cho con gà ha, và cái tài năng ha. À, thân ái chào toàn thể anh em ha, chúc anh em một ngày tràn đầy hạnh phúc ha, và cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh.